Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại video của em á. Ngay lúc này thì em đang có mặt tại một đám tang do cơ sở mai táng Úc Quá Bình Dương thực hiện. Và buổi chiều hôm nay là động đám cả nhà. Và đưa an táng tại Quay Viên Bình Dương. Thì hiện tại bây giờ thì phía trong đang làm lễ động quan. Và mọi người thấy trước mặt mọi người đây là một dàn mô tô của bên đội cơ sở mai táng Úc Quá Bình Dương. Đội mô tô này thì rất là nổi tiếng ở Bình Dương ha. Và buổi chiều hôm nay thì họ tống đoàn tang về Quay Viên Bình Dương. Và bây giờ thì xin mời mọi người cùng em hướng về màn hình xem cái đội mô tô này được chiếc xe gì ha. Đầu tiên là chiếc Govin và chiếc Win 600 và chiếc C1000, nó Govin chưa biển số. Và đây là dàn xe đưa tang.
dạo trống thôi. Đây đám tang của ông anh. Thank you.
Thank you.
Bây giờ gia đình chúng con hãy dự một tất cả thay cho lời cảm ơn gia đình chúng con bằng cái bà gia đình sáng ba sáng. Cảm ơn bà con cô bác trong những ngày tang lễ. Và sau khi xá xong, xin mời tất cả chúng ta xem mặt thời trang chúng ta có đôi lời cả thời với thời quốc tế. Mẹ và các con các cháu trước mặt nhân dân, cứ chỉ khi một con người ông bà ta sẽ rời khỏi với ông tâm tư này mà trái tim mà như vậy. Cha con, cha cho con những bàn tay kia ẩm cô về xa xa. Cha con đi những một đi, chết về đi đất, tay ai không cần. Cha còn đau nữa 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 gì? Cha đến trước cửa nhà, cha trong muốn cùng với con đã cháu của cha đi học đi làm gì? Khi mà cha cố với con, không có một đứa này để tìm lại đi trong đứa kia phải đi nha. Nhưng mà ngày hôm nay, các con các cháu về tuổi về những con người thì còn có đứa hai đầu tiên lên mà bảo hóa tất cả những chúng con được về là cha ơi. Các cháu được về là ông ơi. Còn đây nữa mỗi người đi năm về cha được áo thì các con sẽ không còn cài đó mà hồng đỏ thương được mà sẽ đi lấy về đó là tấm lòng trắng trắng tinh tôi với đầu số của tôi của mẹ đã đi ra với chúng con không có được hình hài và tốt đến này vì mẹ là người thân đến đi mong còn cha thì đã phát bằng thắng ông lớn thì được cha về đi nè còn năm tháng thì cha về đi hết kỷ sinh tốt nhất bởi vì mỗi phút thật những ký lũy cho lời mỗi mỗi bản tập ký hiện gia thức cha ơi còn đâu đổi mỗi mỗi tiền con với mẹ chúng tôi đã nói xong lớp rồi và các cô cũng đã dọn lên lớp rồi nhưng mà thật hình đâu có ký lũy đâu mặc đi mặc đi luôn luôn được mẹ và các cô các cháu cha ơi nhà nó ra thì còn đi về mà khi không đi ra thì cũng còn đi lớn hơn đi đi đâu đi mà chỉ lấy bánh không cha chị ơi đây chứ đi khi các con được sức ra và lớn tung quá khứ của các thì không còn nữa mà đi đâu thì buồn buồn hết rồi cha ơi cha ơi chứ đi cái đường nào thì các cô các chú nhà mẹ và tôi với người tâm với nhau còn con còn cháu còn đại gia đình chia lên ra để nói về hội là hết thời hết chồng hết chân cha ơi nhớ đến đó sao cha về mất đó mẹ thì các cô các chú thì báo với người tâm với nhau còn ấy sao cha hiểu bỏ đi sao nhạc lời đi sao năm gửi sẽ hết tiền cha ơi cầu cầu mấy nhạc sao trời đành đổi tôi cha ơi rồi đây nữa mấy nhạc mẹ và các cô nghe tin chưa cầu một năm nay thì lại nhớ quên làm cha dẫn mẹ và các cô các cháu đi chờ lễ vật nhưng bây giờ không còn hình bóng xuất gia nữa mẹ thì các con các cháu đi chờ lễ vật một lần là hồi lắm làm quên cha ơi cha ơi ơi chỉ muốn thương các con các cháu chưa làm tròn bổn phận và đây này trước mẫu ông vâng chúng đi cũng đem mãi này chúng đi phát biệt ý này chúng đi cũng sao chồng này xin cha cho đi chúng con nói lời mình và là ta lại tả từ là gặp đi tìm việc lại đi biết cái buổi sáng lên thử màu sáng cha ơi bằng của mẹ để các con giúp bản thân con cầu xin tổ nguyện bất cầu cầu xin đức phật mười phương cầu xin ông bà tổ tiên tất cả những người khác thì đều gọi phật cầu lại thứ hai này cái buổi sáng lên thử hai sáng cha ơi bằng bố mẹ và các con chúc mạnh đi nhanh các con xin biết là mẹ có yếu chân tâm có bước sắp thì thành không có dễ lực mà cha mẹ đã tạo điều cho chúng con có được hình hài và đất tiếng này còn giờ đi về trước cổ áo quen ngày thứ ba thì gia đình sáng lên cổ ba sáng cha ơi
Thank you.
đi nha cả nhà. Thank you.
chỗ sửa của anh.
Tới Hoa Viên rồi nha cả nhà. Đó, Lâm Bồ Tát nè. Tới Hoa Viên rồi. Anh em làm
tới chỗ ăn nghỉ rồi cả nhà ơi, gần chùa luôn nha. Mong hương linh thánh phong về miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.